Ok. Rồi. Chờ nó up lên. Wait until up. Maybe more 10 seconds. Đó, nó up lên. Từ cái nút vòng tròn này. Anh bấm up của cái nút vòng tròn này. Rồi up muốn rồi anh where support này. Anh bấm ok support này. Rồi, từ OK Support anh đeo xuống này, anh tìm là International này, đó. Be in Support ông sùm đó. Đó, muốn vô cái nào vô. Muốn vô cái nào vô. Cái nào coi được thì coi. Rồi, ESPN 2 đó. Đó. OK. Good luck, man.